RUS-79U hay còn có tên gọi khác là AKS-74U là một khẩu súng có nguồn gốc từ nước Nga do một kỹ sư có tên là Kalashnikov thiết kế vào năm 1977. Chữ U trong tên của khẩu súng trong tiếng Nga có nghĩa là rút ngắn. Điều này giải thích cho việc bán súng của RUS-79U có thể gập vào để vận chuyển một cách dễ dàng. Dù có kích thước nhỏ gọn nhưng bù lại lượng sát thương của RUS-79U lại cực cao trong phạm vi 500m, cộng thêm tốc độ xả đạn rất nhanh. Hiện nay RUS-79U là khẩu súng được sử dụng phổ biến trong quân đội của các nước Nga, Ukraine, Trung Quốc hoặc là Ấn Độ. Trong Call of Duty Mobile Việt Nam, chỉ cần tham gia event mời bạn bè cùng chơi bằng cách copy mã code, sau đó đợi những người bạn được mời thăng cấp đến một cấp độ nhất định, bạn sẽ được sở hữu skin băng giá cực ngầu của khẩu súng này hoàn toàn miễn phí. Tải miễn phí ngay! Đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube Call of Duty Mobile VN để xem video mới nhất.